nay Thành Lợi Sport sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu giày đa dụng có thể đi học, đi làm hay đi chơi các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, tennis, đi bộ hay chạy bộ thoải mái luôn ạ. Hàng chính hãng Việt Nam sản xuất với 8 màu: đen, xanh vàng, trắng, đen vàng, đỏ, xanh đỏ, trắng và xanh cam của các thương hiệu Asics, Sao Vàng và Daewin, đẹp chất lượng tương đương thương hiệu ngoại nhập tiền triệu luôn ạ. Hàng các bác được kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Phần thân giày được làm bằng chất liệu da chống nước, chống nổ, đàn hồi tốt, tích hợp nhiều lớp thoáng khí. Đế giày được làm từ chất liệu cao su tổng hợp giúp chống trơn, chống trượt trong quá trình sử dụng. Đế giày và lót giày được làm theo công nghệ dẻo tắt Nhật Bản giúp hấp thụ lực, chống xoáy, giảm chấn thương đầu gối và cổ chân trong quá trình vận động hay di chuyển với tốc độ nhanh như chơi các bộ môn cầu lông, bóng chuyền. Phần cổ giày được thiết kế cao để bảo vệ cổ chân, chống trật khớp cổ chân khi hoạt động. Sản phẩm có size từ 38 đến 44 cho mọi người thoải mái lựa chọn luôn ạ. Bảo hành 1 đổi 1 miễn phí trong vòng 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất và bảo hành kèo lên đến 6 tháng. Khi mua hàng bên shop, mọi người sẽ được tặng một đôi tất Asics cao cấp. Và để mua được hàng, mọi người nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc hotline 0862 525 296 để được hỗ trợ ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.